Dimang vitamin D3 và Kelvon vitamin K2 MK7 là sản phẩm bổ sung vitamin D3 và vitamin K2 dạng vượt trội nhất có nguồn gốc tự nhiên. Với cơ chế xịt trực tiếp vào khoang miệng, giúp vitamin D3 và vitamin K2 hấp thu vào máu nhanh chóng và hiệu quả hơn. Mỗi lần xịt các tia xịt siêu nhỏ sẽ thẩm thấu vào hệ mao mạch miệng phong phú, đưa các chất dinh dưỡng thiết yếu vào vòng tuần hoàn chung mà không chịu tác động của dịch tiêu hóa.